Chào mừng các bạn quay trở lại với Tấm Bí Ẩn, chuyên cập nhật những thông tin nóng sốt nhất hiện nay. Thời trang luôn là một vấn đề nóng hổi mà rất nhiều người cập nhật mỗi ngày. Bên cạnh quần áo, tóc tai thì giày dép cũng không thể không nhắc tới. Lấy cảm hứng từ vạn vật xung quanh như chú cuốn, con gà trống, cầu trượt hay ly cà phê đen, những đôi giày đã được sáng tạo nên như những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Cùng Tấm Bí Ẩn khám phá những đôi giày kỳ lạ nhất thế giới nhé. Những đôi giày kỳ lạ nhất thế giới. Một, giày của Lady Gaga. Lady Gaga nổi tiếng bởi gu thời trang độc đáo, kỳ dị có 102. Những năm gần đây thì chúng ta cũng đã thấy cô ấy xuất hiện với những đôi giày quái gở từ những nhà thiết kế trên thế giới. Là một nữ ca sĩ quái dị, lắm chiêu, nên công chúng cũng đã quen với hình ảnh một Lady Gaga phong cách rất khác người. Không chỉ gây ấn tượng với những style makeup, ăn mặc chẳng giống ai. Giọng ca From This Way còn có một sở thích lạ là đi những đôi giày cao gót cỡ khủng. Không thấy ai cũng đủ trình để đi những đôi giày cao gót như vậy. Thậm chí bản thân nữ ca sĩ cũng không ít lần vô ép đầu đớn vì những đôi giày càng theo mã đạo ấy. Cùng chiêm ngưỡng những đôi giày khủng của Lady Gaga và tự hỏi liệu có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện sử dụng một trong số chúng không? Hai, đôi giày ý tưởng quả chuối. Những trái chuối tròn nải màu sắc bên nhau cũng là biểu tượng tình đoàn kết của con người. Cây chuối con biểu trưng cho sự hình thành của thế hệ trẻ. Những nải chuối lớn dần trên buồng biểu lộ cho sức mạnh của con người. Những bẹ chuối lá xanh to quấn tròn nhau mang ý nghĩa cho sự đừng bọc trong ngoài của dân tộc. Vậy các bạn đoán xem những đôi giày mà lấy ý tưởng từ quả chuối như vậy thì nó mang ý nghĩa gì? Trông nó có vẻ mạnh mẽ không? Hay là khá là trẻ con và củ chuối nữa? Thế nhưng có thể suy nghĩ một cách đơn giản hơn, người sáng tạo ra đôi giày này chỉ nghĩ rằng tạo hình nó thật bắt mắt và hài hước, chắc chắn sẽ mang lại một trải nghiệm thú vị cho người sử dụng nó. Thậm chí về cơ bản quả chuối đã có hình dạng khá giống một chiếc giày rồi. Vậy nên không ít những thương hiệu nổi tiếng sử dụng trái chuối để tạo hình một đôi giày trông thanh thoát và uyển chuyển đâu nhé. Nếu nhìn thoáng qua thì các bạn sẽ cảm thấy đôi giày này hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thì các bạn sẽ giật mình đấy. Bởi đôi giày này, đế của nó được làm bằng phong voi. Đôi giày bốc mùi này là tác phẩm của nghệ sĩ Chris Offey. Nghệ sĩ này đã sử dụng phong voi lấy từ một gia đình voi, rồi ông trộn chúng với một số nguyên liệu đặc biệt để khử mùi hôi. Sau đó ông sử dụng những chất liệu để giúp phần đế trước của giày này trở nên chắc chắn. Cuối cùng là công đoạn trang trí để đôi giày long lanh hơn. Đôi giày đặc biệt này có chiều cao khá khủng là 25.4cm và nó được trưng bày tại buổi triển lãm mang tên Bring to Noise. Ông ấy đã làm ra nó như thế nào vậy? Đầu tiên là lấy phần vòi về, rồi trộn với chất khử mùi và chất làm cứng, ép phần vòi thành hình đế giày và ghép vào đôi giày. Sau đó là phần trang trí cho đôi giày và một đôi giày phần vòi đã ra đời. Bốn, đôi giày da người. Mới đây, hai nhà thiết kế người Anh Mariana Sensis và Dory Mitchell đã tung ra một sản phẩm giày leo núi với diện mạo hết sức kinh hãi, với đế giày được làm từ 1050 chiếc răng. Mặc dù vậy, rất nhiều người đã thể hiện sự kinh hãi của mình ngay khi lần đầu tiên thấy đôi giày này. Nhìn thì cũng được đó, nhưng mà nếu tưởng tượng ở dưới đế giày là một đống răng người thì tôi chỉ muốn quẳng nó đi ngay, một người đã bình luận như vậy. Đôi giày đặc biệt này được làm dựa trên một đôi giày chuẩn cỡ 15 của hãng Parker, một hãng sản xuất giày của Anh. Nó có tên Leather Apex Predator, những kẻ săn mồi đỉnh cao, và được làm bằng tay từ năm 2010 và không bán. Để tạo hiệu ứng mạnh, các nhà thiết kế đã trồng một số răng vàng xen kẽ vào những chiếc răng trắng. Năm,
những đôi giày cao nhất thế giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy trong lần gặp mặt đầu tiên với phụ nữ, đàn ông thường để ý tới giày cao gót. Với nam giới, giày cao gót đặc biệt sẽ kích thích giác quan và trí tưởng tượng. Vì vậy, phụ nữ hiện đại thường rất để tâm với phụ kiện này khi lựa chọn trang phục cho mình. Tuy nhiên, đối với các siêu mẫu và siêu sao, thì giày cao gót lại đóng vai trò khác. Chúng là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả. Hầu hết những đôi giày cao gót của các siêu mẫu đều khá ấn tượng và rất cao, cao lên thậm chí đến 31cm. Đây đúng là những mẫu giày cao gót ấn tượng nhất được các người sao thế giới ưa chuộng. Nhưng người bình thường thì chắc là hiếm ai dám đi chúng đâu. Chiều cũng nhiều nên chắc mọi người sẽ biết tới đôi giày này. Một đôi giày cao lưu ngưu mà phụ nữ mãn thanh thường hay dùng. Nó còn gọi là nã đề hài hay là kỳ hài. Các phim tiêu biểu về triều đại nhà Thanh như Thanh Cung Nổi Chiến, Hoàng Châu Bách Cách, Bộ Bộ Tinh Tâm hay Hậu Cung Trang Hoàng Tuyệt đều đề cập đến nó. Tộc người mãn thanh đến từ vùng núi Trường Bạch Sơn phía đông bắc Trung Quốc. Khí hậu ở đó ẩm ướt lạnh giá, nhiều rắn rác độc nên đôi giày cao gót này có tác dụng để phụ nữ mãn châu dễ di chuyển nơi bùn lầy ẩm ướt, tránh bị bỏng quần áo và nhiễm lạnh, không bị các loại rắn rác làm bị thương khi đang săn bắn hải lượng. Một câu chuyện khác cũng khá đáng tin về nguồn gốc đôi kỳ hài, đó là về truyền thống chăn nuôi dụ mục của tổ tiên người Mãn. Họ coi trọng vật nuôi ngựa, dê, cừu như những tài sản quý giá nhất của gia tộc. Đôi giày có đế hình đặc biệt khiến mỗi bước đi của họ in dấu chân giống như móng ngựa này, thể hiện sự quý trọng và sùng bái đó. Vậy, những đôi giày kim cương. Theo tờ Thai Report của Anh có đưa tin, nhà thiết kế người Anh Stuart Stelly vừa qua đã cho ra mắt một đôi giày vàng xứng danh tuyệt phẩm. Stuart đã mô phỏng kỹ thuật đóng giày từ thời La Mã cổ để thiết kế nên đôi giày Embraer Progress. Giày được nạm 68 viên kim cương, giày dày gắn đầu bọc bằng vàng 18K, khiến giá trị của tác phẩm nghệ thuật này lên tới 10.000 bảng Anh, tức 297 triệu đồng. Được biết, Stuart đã mất 1 năm trời để tạo ra đôi giày có giá trên trời này, khiến nó trở thành đôi giày đắt nhất nước Anh Quốc. Ngoài ra, đây còn là đôi giày đầu tiên mà hãng đóng với hàng đầu thế giới House of Bonzi thiết kế cho phái nam. Hiện tại có các màu đen, màu lam sang, màu đỏ và màu xanh lục cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn. Nhiều người sẽ thấy lạ khi thấy đôi giày này lủng rất là nhiều lỗ. Nhưng thật ra những cái lỗ này có tác dụng thông hơi và thoát nước. Ngày 5 tháng 11 năm 2018, hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần đầu tiên đã được diễn ra. Hơn 2.800 công ty từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục đã tham gia buổi triển lãm. Tổng số lượng sản phẩm lên tới hơn 5.000. Trong đó, nổi bật nhất là đôi giày cao gót màu hồng đính ngọc kim cương trị giá 30 triệu, tương đương hơn 101 tỷ đồng. Bằng thầy thiết kế giày dép nổi tiếng thế giới Jimmy Choo Zenkhet và con trai nuôi Hồng Đại Quân đã mất hơn 2 năm để tạo nên đôi giày size 36 này. Có 4 viên kim cương chính nặng 1 carat trên thân giày, còn lại là hơn 10.000 viên kim cương hồng với tổng trọng lượng 300 carat. Các thợ thủ công đã mất 360 giờ đồng hồ để đính số kim cương khổng lồ này lên giày. Phần gót giày nặng kim cương được hàn thủ công với thân giày bằng những lá vàng nhỏ. Dưới ánh sáng đèn, đôi giày trở nên rực rỡ và vô cùng bắt mắt. Ngoài ra, các bạn đã nghe đến đôi giày hoa hồng 22,8 tỷ đồng và được gọi là niềm mơ ước của tất cả phụ nữ chưa? Đôi giày tuyệt đẹp này được nhào nặn từ đôi tay của nhà thiết kế giày tài hoa Sutowiman. Các tác phẩm của ông thường được khách hàng là giới siêu giàu và các ngôi sao nổi tiếng yêu thích. Đôi giày hoài cổ này mang phong cách thời trang của những năm 1940 với phần hoa chữ T ôm gọn mu bàn chân với mức giá 1 triệu đô, khoảng 22,8 tỷ đồng. Thật dễ hiểu khi siêu phẩm này được trang trí thủ công bằng kim cương. Bông hoa hồng tuyệt đẹp trang trí trên mũi giày được nạm bằng 1.800 viên kim cương khi quá nặng 100 carat. Phần thân giày nạm tổng cộng hơn 400 viên kim cương với vẻ ngoài lộng lẫy, giá trị cao cấp và thiết kế thoải mái nữ tính. Đôi giày này chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
Video đến đây là hết rồi. Những đôi giày này thật sự rất đẹp và rất ấn tượng, nhưng cũng rất khó để sử dụng ngoài đời thực, đúng không các bạn? Mọi người đừng quên like, share, video, subscribe và nhấn chuông vào tất cả để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.